Hôm nay thì đội nhà mình không đặt được cái chỗ mà để parking cho các cái xe AV ấy, hay là những cái chỗ campsite. Vì vào đấy nó hết chỗ rồi, nên là bây giờ vào cái khách sạn đi ăn xong rồi vào khách sạn đặt phòng vậy. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng, mình ngủ khách sạn một bữa nha. Mình phải sang chảnh một lần chứ. Đặt đi này. mua qua Cái này cũng rất đẹp ấy chứ. là đẹp nha, À. cái kiểu cổ kính. Vô đây có vẻ là ấm cúng À, chị vào đặt thì đi. Chị vào đặt phòng đi. Nếu mà mình coi trên mạng đó là khoảng 176 đồng cho một đêm, là mình coi trên mạng discount. Còn bây giờ mình tới đây nó tính mình tới 200 mấy nữa, nhưng mà Ủa, mình nói nó mình đặt trên mạng rồi mà. chưa đặt. Mình muốn À, tới đây mình coi, thế mình không có thì mình đặt luôn. Không mình đặt online không, trên mình mạng. đi 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 ra mình nên đặt trên mạng thôi. Ừ, mà nói thế không người ta đặt trên mạng. Bây giờ nó đang làm cho mình cái discount đó, Ok, vâng. thì cái này cũng là cái Kinh nghiệm các này. bạn kinh nghiệm cho mọi người mà đi đi book khách sạn đó, thì mình phải nên lên mạng mình coi trước, rồi coi cái giá bao nhiêu. Mình có thể gọi tới khách sạn mình hỏi, gọi trực tiếp tới khách sạn này, hoặc là mình tới khách sạn mình coi cái giá như thế nào thì mình có thể so sánh. Thì hiện tại thì coi cái giá là tại chỗ á, thì mình book liền á thì là 200 mấy lần, nhưng mà mình coi trên mạng thì có 170 mấy đồng Ở thôi. Việt Nam em cũng vậy ạ. Em hay book qua các app như Agoda hay là Booking.com á, thì nó được rẻ hơn so với đến book trực tiếp. Lúc nào cũng thế. Nên là nhiều khi mình cứ book online trước, sau đó là mình đến mình nhận thôi, nó sẽ được rẻ hơn. Thì đó, bên Cái đấy bên họ Mỹ cũng chạy một vậy. số cái chương trình khuyến mại như nào thì em không dành, vì mình không làm trong ngành khách sạn mình không biết. Nhưng mà đúng là như thế. Thì Ở bên này cũng vậy. khách sạn đây cũng nhìn rất là xinh, cổ kính. Ở khu Mohammed Lake này á, là cái thành phố giống như là thành phố cổ. Những cái thiết bị gỗ á, là những cái gỗ của gỗ thông. Họ làm những cái lan Ở can cổ California kính. là nơi mà trồng cây thông nhiều nhất ở cả nước Mỹ. Nhưng mà em đang lo là không có cái trạm sạc á. Ở đây không có một trạm sạc nào của xe điện cả cái thị trấn này luôn. Ủa Có vậy hả? ba trạm sạc của Tesla thôi, mà xe của mình còn xe của em còn khoảng hơn 40%. Hy vọng là mai đủ đủ điện chạy đến cái trạm sạc cách đây khoảng mấy chục mai. Mấy chục lần hả? 40% này chắc là cũng khả năng là đủ. Thôi mai tính. Mai tính. Ừ. Thì hy vọng Bây mọi giờ chuyện. nhận phòng đi So ngủ far thì nay mệt rồi. đêm thứ hai thì mình đã mọi chuyện đều suôn sẻ rồi. Thì ngày mai cũng không có vấn đề gì đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tí nữa mình sẽ quay phòng cho mọi người xem nha. Cái bạn lễ tân ấy, ở đây bạn ấy vừa mới nói là bây giờ mình có cái đồ ăn gì trong xe ấy, thì phải cất vào trong phòng khách sạn, vì nếu không để trên xe là gấu nó nhìn nó ngửi thấy mùi thức ăn là nó sẽ ra. Và bạn ấy có nói là cách đây một năm thì có một cái xe motorcycle nó để một cái đồ ăn, là cái đồ gì nhỉ, cái son à, Cái son môi. cái son môi ở trong xe thôi, Cái son môi dính đồ ăn đó. mà gấu nó ngửi thấy mùi nó ra, nó phá tan nát một cái xe motorcycle ấy luôn. Cho nên là bạn ấy dặn là phải đem đồ ăn vào trong trong nhà thôi, để xe. Nên là theo mình đang lăn tăn không biết là có nên để mấy đồ ăn ở ngoài để thử xem gấu nó Bây có đến hay không giờ ấy. hỏi bạn Thịnh nè, Hả? bạn Thịnh có muốn đi vòng quanh nước Mỹ không? Em muốn nhưng mà cũng mà tò mò là anh Andrew anh dọa em ấy, gấu anh cứ dọa em không tin, tại vì là chỗ ở cái Việt có Nam em không lion nhìn thấy nha. gấu bao giờ cả. Nhưng mà em chỗ biết, cái có lion đó nha em. tại vì là khi mà người ta nói là có, mà bây giờ nếu như mà mình muốn cái cuộc hành trình của mình nó hoàn hảo thì mình phải nên Được rồi, phải tránh thôi. em có cách rồi. Bây giờ này Giờ em mang đồ ăn không, để trong xe mà. em sẽ cắm hai camera ở trên xe của em, một cái đằng trước cái đằng sau, Rồi. xong rồi em live stream, em nhờ cộng đồng mạng trong xe của em Ra được được đó. không, xong là có gì anh em nhớ gọi điện báo cho em biết 500 anh đấy, em năm trăm năm trăm anh em là là ok, 230 triệu anh em. mình sẽ thử phát xem là hôm nay có gấu hay không, mình sẽ cắm live stream ở trước và sau xe của mình nha các bạn nhé, Rồi thử bây giờ phát tại thôi. sao vậy nè, bây giờ em cứ để đồ ăn trong xe rồi em nằm trong xe em quan sát luôn Đó, được đấy, hôm nay em ngủ trong xe. giờ để ba bốn cái Hôm nay video em sẽ ngủ trong xe, em để bốn cái camera em quay xung quanh nhá. Em ơi, khách Ok. sạn đẹp như vậy mà em ngủ trong xe thì hơi bị phí á Được rồi, nha. hôm nay em ngủ trong xe để em canh gấu. Tối đây ngủ với Hôm gấu, nay tối đây ngủ với gấu, tối đây ngủ với Ok, các bạn gấu. đợi chú ý đón xem nhá. Sau khi mình phòng xong rồi, bây giờ mình đi vào khách sạn của mình đây.
chỗ đó là quầy lễ tân, đậu xe trong gara. Ở trong này thì có hồ bơi đó, khách sạn ở chắc là ở trên lầu đó, lầu 1. Đậu trong gara thì cũng an toàn, đậu ở ngoài thì mới sợ gấu. Hồi nãy cái bạn lễ tân có nói là những đồ ăn trong xe đó mình phải đem vào hết, tại vì nếu mà để ngoài xe đó là gấu sẽ tới, gấu ngửi mùi á. Có một bạn năm ngoái chạy chiếc xe mô tô mà trên xe có một cái thỏi son mà gấu bốc mùi á, tới phá chiếc xe coi như tan tầm luôn. Bây giờ mình lên đây mình đậu phía trên này luôn đi anh. Bạn Tịnh đang ở đây. Đây nè. Chỗ này là chỗ mình đi vào trong khách sạn. Đi vô thang máy để đi lên lầu. Phía trên này có xe cũng không có. Wow. Đây cũng đông quá chừng luôn. Đây nè, kế bên nè, có. Phải không? Đậu được không? Cái cửa. Ở đây toàn là xe lớn lớn không à? Xe đi chốc á. Xe này để leo núi. Xe mấy xe này là toàn là tám mấy không à. Xe rất bự. Không, đậu trong này thì an toàn rồi, không sợ đâu. Đồ ăn mình để đây ok, tại trong gara rồi. Nãy coi chừng trước. Tịnh nói là Tịnh muốn trải nghiệm. Tịnh sẽ ngủ trên xe tối nay. Và dụ gấu ra. Bạn Tịnh gan ghê luôn á. Rồi. Xuống rồi, sát quá. Đây là phòng của mình đây. 456. Đây là phòng tắm. Cũng sạch sẽ. Đây là chỗ treo quần áo. Gối mền. Phòng 2 giường. Cũng gọn gàng, sạch sẽ. Ở trong khách sạn này thì có chỗ giặt đồ luôn nha. Đây là cái phòng giặt. Mình để đồ vào đây. Mỗi lần giặt là 4 đồng. Mình cài cái thẻ vào đây. Sấy thì là 1 đồng rưỡi. Mình mua xà bông giặt là 1 đồng 25. Có chỗ đổi tiền luôn. Ai muốn uống nước ngọt thì đây cũng có luôn nè. Đủ loại nước. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Sau khi mình ăn tối xong á thì ba người đi xuống jacuzzi. Chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi. Nhưng mà mình cũng cố gắng để mình enjoy ở đây. Bây giờ hôm nay á là ông có chuyện lớn á. Hôm nay á là mình đi ra một khách sạn rất là rẻ. Em kêu chị Hậu, hôm nay cũng là good ra, big deal nha. Thay vì mình book ở trên mạng á là 170 mấy đồng, 175. Rồi mình tới đây á là nó tính mình tới 200 mấy lần, 235. Mà đã có chiếc của em discount rồi đó. Chắc mình nói ở trên mạng rẻ hơn, mà sau kỳ vậy nó nói nó match cái price cho mình là mắc hơn mà không chịu. Cái cục cái này vẫn rẻ hơn 165 đồng thôi. Cũng rẻ hơn online luôn. Mà okay. hai cái lớn, giường lớn, hai cái giường lớn. Như tối nay thì hai anh ngủ một giường, hai em ngủ một giường. Ok. Dạ. Tối nay giường lớn cho mỗi người ngủ một góc cũng được. Tối nay.
này mới đánh không có được mạnh lắm à. Dạ, nhưng mà nước nó sạch. Nước đây rất là sạch, không có mùi thuốc tẩy nhiều. Giống như trong phía ngoài hồ bơi ngoài. Nhưng mà mình tranh thủ rồi xong chứ mình đi qua ra ngoài mình quay hồ bơi ở ngoài nha. Ở ngoài trời lạnh thì mình vô đây ngồi rất là mát, rất là ấm chứ. Hôm qua mình trải nghiệm ngủ bụi rồi, ăn bụi ngủ bụi. Hôm nay thì mình sang chẳng nha. Ăn nhà hàng, ăn nhà hàng, ngủ vô khách sạn. Khách sạn này cũng đẹp á. Ba sao rưỡi. Cái này là cái khách sạn này nằm ngay giữa khu rừng thông luôn. Hồi nãy cao rất là cao luôn, tới khách sạn. Hồi nãy lúc trên đường mình lên đây á, là đi băng qua đường thông. Tối hùi rồi, ghê quá. Tài xế của em sợ. Nói, trời ơi, đi đâu vậy trời ơi. Ghê quá, tối hùi rồi. Không biết đi có đi có lạc đường không. Sợ là trên đi lên núi mất sông. Ban ngày mình đi như vậy đó, rất là đẹp nha. Rừng thông rất đẹp á. Mai sẽ quay cho các bạn xem. Mai cảnh đi xuống đẹp. Đi xuống đẹp lắm. Đồi thông ban ngày. Đẹp. Và đồi thông ở đây có cái hồ rất là đẹp. Nhưng mà hy vọng ngày mai, hồi nãy nghe bạn Thịnh nói là xe bạn Thịnh còn có 40% pin thôi, thì không biết là có đủ để chạy vòng vòng ngày mai hay không. Mà ở trong cái thành phố này không có chỗ sạc pin. Cái đó là một cái vấn đề. Chỉ có 3 trụ sạc cho Tesla thôi, mà không có trụ sạc cho những cái xe EV khác. Cũng hơi căng này nha. Thì ngày mai đi vòng vòng rồi. Thì hình như cách đây khoảng 50 vòng rồi. 50 dặm. Dặm là bao nhiêu percent pin? Khoảng 1 tiếng á nha. Tùy tại vì chị lên núi cái nó cái lượng hao pin nó khác nhau. Mình chất đầy đồ nữa, chất đồ nặng nữa, thì nó hao pin hơn chạy bình thường. Người thì không có đông nhưng mà đồ thì rất là nhiều. Tí nữa sẽ quay ra ngoài. Bây giờ ngày okay. Mai ở đây có cái chỗ sắp tập thể dục. Sáng mai mình dậy sớm xuống tập thể dục thôi. Dậy nổi không? Nổi, đi chơi là dậy nổi rồi. Chứ mấy bữa nay không tập thể dục được không thôi. Bình Minh dậy chưa? Sáng nay là Bình Minh dậy chưa? Cà phê sáng mới tươi được không? Rồi thôi mình enjoy nha. Hẹn gặp lại mọi người. Tí nữa về phòng quay trong phòng nha.